riêng có cái là khắc tinh thương hàn và cái timicosin đặc trị hoa xuyên, thì cái này hiệu nghiệm lắm, hiệu nghiệm tuyệt vời, tiêm một mũi duy nhất và tiêm một mũi có thể đạt đến 70%, và mà nên tiêm mũi thứ hai thì đạt 100% thôi. Đoàn xin kính thưa toàn thể hội nghị, và hôm nay thì được rất vinh dự được đại lý Kiên Vân mời tôi vào tham dự với cuộc tiệc tri ân tất niên của 2022, và cũng là buổi chào đầu xuân của sắp tới, vâng, của 2023. Vâng. Thế thì xin trân trọng giới thiệu. Tôi tên là Nguyễn Đức Đạo, người ở Đôn Nhân, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng. Thì tôi đã dùng thuốc của Sốt Rét qua đại lý của anh Kiên Vân. Vâng. Của đại lý Kiên Vân. Thì thấy mấy cái ưu điểm như này. Thì trước kia tôi chưa tiếp xúc, nhưng sang năm 22 tôi tiếp xúc với Kiên Vân. Thì tôi thấy là có mấy cái ưu điểm mà nổi trội lắm. Tất cả các loại thuốc thì nói chung là chất lượng. Thì tôi qua sử dụng, tôi thấy bằng chứng và sử dụng qua cho khách hàng, tôi thấy là đạt khoảng độ 80%. Riêng có cái là khắc tinh thương hàn và cái timicosin đặc trị hoa xuyên, thì cái này hiệu nghiệm lắm, hiệu nghiệm tuyệt vời, tiêm một mũi duy nhất và tiêm một mũi có thể đạt đến 70%, và mà nên tiêm mũi thứ hai thì đạt 100% thôi. Đấy, trường hợp nếu như có vi tầng 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 trị xuyên á, cái thứ hợp trị xuyên đấy, đặc trị xuyên, thì trị xuyên thì đặc trị hơn là tầng tiêu chảy thì đạt 99, đúng không? Tôi cảm thấy là cái xuyên đấy, cái thuốc xuyên đấy thì đạt đến 99.99 nhiều chín luôn. Đấy, trên nhiều không dám nói 100, vàng thì có 49. Vâng. Thế nhưng nhiều cái số 9 là sao? Vâng. Mà tôi sử dụng cho tất cả khách hàng, tiêm một mũi thì đạt khoảng 70-80. Xong mũi thứ hai là đạt đến 99 luôn. Mà nếu trường hợp đã mắc ở giai đoạn lâu, thời gian lâu thì lên đến mũi thứ ba. Mà mỗi ngày có một mũi. Mà sử dụng này, đấy người cần sử dụng thuốc rất nhàn. Có những thuốc của công ty trước là một ngày 2 lần tiêm, nhưng đến cái công ty này thuốc tiêu có một ngày nhất là một lần thôi ạ. Rồi, tôi rất tin tưởng. Rất từ năm 22 tôi tin tưởng công ty mình. Nếu như mà tôi dám khẳng định này, nếu tin tưởng dùng vào theo cái tư vấn này, chia sẻ của công ty Supervet thì chắc chắn kết quả sẽ thành công. Chỉ có mỗi nếu thất bại do thị trường, giá cả thị trường thôi. Đảm bảo chống, trừ có mỗi châu Phi không chống được. Thế còn các bệnh khác có thể xử lý được, dẹp yên được, giảm thiệt hại cho chăn nuôi. Vâng. Mà sẽ thành công đến gần đạt 100%. Vậy. Rồi, nếu loại trừ được châu Phi thì chắc chắn là đạt đến điểm rất cao. Vâng. Có một điều hôm nay là ít thời gian quá, tôi rất muốn lên chia sẻ. Mà xin thông tin, không dám tự cao, nhưng thông tin tí là tôi làm thú y đã 32 năm liên tục, có thâm niên dày dặn. Nhưng mà tôi chính xác là 34, nhưng 2 năm đầu tôi bỏ qua vì tôi chưa chú trọng lắm. Từ năm thứ 3 trở đi đến bây giờ là 32 năm. Càng những cái việc khó tôi rất thích. Tôi sẽ đảm làm được, xử lý được những việc khó trong chuyên môn. Tôi sẽ hứa với công ty, nếu như có chương trình gì, tôi sẵn sàng. Vâng ạ, cháu sẽ cùng công ty. Rồi ạ, cháu cảm ơn bác đã đồng hành cùng công ty thuốc xui thu quy Supervet. Vâng ạ. Thôi thì xin cuối lời xin chúc sang năm mới 2023 này công ty mình phát triển mạnh, mọi gia đình ta, thành viên trong gia đình trong công ty có sức khỏe dồi dào, phát triển mạnh mẽ thành đạt hơn nữa, để chúng tôi là những người khách hàng được sử dụng những cái sản phẩm của công ty nhiều hơn nữa, để đem lấy lợi ích cho, làm giàu cho nhà nông. Cảm ơn công ty. Cảm ơn.